bác sĩ ơi, lỗ chân lông to thì em tiêm gì cho hết to đây bác sĩ? Da bị lỗ chân lông to thì chúng ta sẽ tiêm Volai. Volai là một dạng HA có độ liên kết chéo nhẹ, nhưng mà nó cũng sẽ góp phần ra ổn định cái cấu trúc collagen và elastin bên dưới. Và đồng thời khi mà tiêm Volai vào thì những cái phân tử HA ngậm nước nó sẽ làm khít cái lỗ chân lông tốt hơn. Và nếu như lỗ chân lông quá to thì chúng ta tiêm Volai kết hợp với Redensity 1. Thì Redensity 1 nó sẽ giúp những cái HA nằm nông hơn trên bề mặt da. Và những HA này khi nó ngậm nước đủ thì cái làn da chúng ta sẽ căng bóng mịn hơn. Và khi sự kết hợp của Volai cộng với Redensity 1 sẽ tạo ra một cái khuôn mặt, một cái làn da hoàn hảo nhất. Có nghĩa là một ống này có giá trị là 1ml. Tùy theo cái hình thái của khuôn mặt, ví dụ như khuôn mặt nhỏ chúng ta có thể tiêm một ống, nhưng mà đối với những khuôn mặt lớn giống như mặt của bác sĩ này thì chúng ta sẽ phải tiêm 2 đến 3 ống thì cái lượng HA mới đạt đủ cái mức độ căng bóng trắng sáng mà chúng ta thấy được. Nếu như chúng ta chọn hai loại tiêm mà bác sĩ tư vấn thì sẽ duy trì được 8 tháng. Tuy nhiên nếu như chúng ta chăm sóc tốt hơn thì kết quả có thể duy trì được lâu hơn. Nhưng mà nếu các bạn là những người bận rộn quá thì chúng ta có thể là nên tiêm lại sau 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Liệu trình để tiêm lỗ chân lông to là bao nhiêu lâu? Bác sĩ tiêm xong thì có đạt kết quả liền luôn hay không? Thời gian để thực hiện cái liệu trình tiêm như vậy là chúng ta sẽ mất nửa tiếng để chúng ta bôi tê và mất 15 phút để cho bác sĩ tiêm. Sau đó chúng ta sẽ mất khoảng 15 phút để chúng ta làm dịu da và chúng ta đắp mặt nạ, giữ ẩm, cấp nước trên cái bề mặt sau khi chúng ta tiêm xong. Rồi đó là hoàn tất một cái quy trình tiêm của chúng ta. Đối với cái sản phẩm như là Volai là tiêm căng da thì sau khi vừa tiêm xong nửa bên là chúng ta đã thấy sự khác biệt so với nửa bên còn lại. Tuy nhiên sự khác biệt này nó khá là nhỏ. Chúng ta sẽ phải có sự so sánh, ví dụ như nửa mặt này và so sánh với nửa mặt chưa làm thì chúng ta sẽ thấy kết quả. Nhưng mà sau khi chúng ta tiêm hết toàn mặt rồi á thì chỉ cảm nhận được cái chuyện là nó săn chắc hơn thôi. Và cái kết quả mà chúng ta thấy là đạt được rõ nhất là chúng ta sẽ phải chờ đợi là sau khoảng 2 tuần cho đến 2 tháng các bạn ha. Tiêm lỗ chân lông to thì có biến chứng gì không bác sĩ? Biến chứng thì cho đến hiện nay thì cái tỷ lệ này cực thấp luôn. Nếu như chúng ta thuộc cơ địa mà dị ứng với HA là acid hyaluronic thì chúng ta sẽ thấy là xuất hiện những cái sẩn đỏ ở dưới da khi ta thực hiện những cái thủ thuật tiêm. Còn những cái phổ thông hơn, những cái biến chứng phổ thông hơn đó chính là chúng ta bị bầm sau khi chúng ta tiêm. Chuyện đó nó rất là hiển nhiên nếu như chúng ta có nhiều cái mạch máu ở dưới da. Thì thường cái này cũng không gọi là biến chứng mà chúng ta chỉ gọi là những cái phản ứng khi chúng ta tiêm thôi. Sau khi chúng ta tiêm xong thì chúng ta cứ thực hiện cái quy trình chăm sóc da như bình thường các bạn làm. Không có bất kỳ một cái điều gì mà chúng ta cần lưu ý. Tuy nhiên có một điều lưu ý đó chính là những cái dấu kim. Thì những dấu kim này mới tiêm xong thì nó còn đỏ cho nên nó rất là dễ bị tăng sắc tố trên tầng dấu kim. Nên các bạn phải che chắn kỹ ha, trong vòng khoảng 1 đến 3 ngày đầu sau khi chúng ta vừa tiêm xong các bạn nha.